cho tôi xin giới thiệu về các khay trứng dế mà trang trại Thanh Xuân cung cấp ra cho bà con chăn nuôi trên toàn quốc. Thì trang trại chúng tôi sử dụng các cái khay nhựa như thế này để thu hoạch trứng, cho để đảm bảo trong quá trình cho dế trèo lên, nó có các cái diềm, các cái gờ như này, tạo thành một cái mép để cho dế nó trèo lên thật dễ dàng. Và để các cái khay này thì nó sẽ không bị lún, nếu như bà con dùng lá, cành lá thì sẽ để trên mặt hoặc để dưới mặt của thùng nuôi cũng được, sát dưới đáy của thùng nuôi cũng được, hoặc để trên bề mặt cành lá cũng được. Nếu để khay bé quá thì dế nó sẽ tranh nhau rất khó để lấy được trứng của nhiều con dế bố mẹ, nhiều con dế mẹ, dế cái. Và nếu mà để khay to quá thì nó sẽ nó đẻ, hoặc là để cái khay nó sẽ không tiện lắm, hoặc là trong quá trình mà vận chuyển nó sẽ ảnh hưởng đến việc xô lệch về trứng. Đây là các cái khay trứng ngày 12 tháng 9. Đây là cả trứng bắt đầu, trứng đã to lên rồi và bắt đầu chúng mới nở thì chúng có màu vàng gần giống như màu vàng của nước chè, và khi được khoảng 4 ngày đến 5 ngày thì bắt đầu chúng màu trắng hơn, trắng sáng nhất là ở tầm ở khoảng 4 đến 5 ngày. Đây là trứng được ngày 12, hôm nay là ngày 10 mấy rồi? Hôm nay là ngày 15. Trứng này là từ ngày 12 thì chúng vẫn còn hơi màu hanh hanh. Chúng sẽ sáng hơn vào khoảng ngày mai hoặc ngày kia, sẽ màu trắng, đổi thành màu trắng. Đây, trứng rất nhiều. Và đến khi chuẩn bị nở thì trứng lại trở thành màu thâm, lại đổi màu, trứng đổi màu và phát triển theo từng ngày một. Khi chuẩn bị nở thì trứng sẽ có màu nâu sẫm, màu gọi là màu nâu đen, màu hơi xám đen thì đúng hơn. Và màu đầu nó có hai cái mắt đỏ. Đây là trang trại Thanh Xuân làm video để cho bà con nắm được và xem trực tiếp được các cái hoạt động. Đây này, có cái cảnh khô. Các hoạt động diễn ra tại trang trại Thanh Xuân về bao tiêu, đầu ra, thu mua, chăn nuôi, và đặc biệt nữa là xuất khẩu được sản phẩm. Trang trại Thanh Xuân cũng rất là tự tin trong cái việc thu mua bao tiêu sản phẩm cho người chăn nuôi trên toàn quốc, bởi vì đã xuất khẩu được sản phẩm lâu năm rồi thì cái giá thành cũng đảm bảo được, thu mua được cao nhất để bà con chăn nuôi có lợi nhuận. Nếu mà thu giá rẻ quá thì người nuôi cũng nản, hoặc chi phí nhiều mà bán được đầu ra thấp thì người nuôi cũng không có được nhiều cái doanh thu, có nhiều lợi nhuận. Thì bà con có thể đầu tư về chăn nuôi về các con vật khác, thì nên chúng tôi phải đảm bảo được về cái không giá về thu mua không được bấp bênh, và chúng tôi cố định một giá để bà con đầu tư chăn nuôi. Đây, dế trứng nhiều quá, được bán cho chúng tôi được số lượng nhiều để cấp ra thị trường. Khi sản lượng dế về đầu ra, chúng tôi cũng đảm bảo để cấp cho khách hàng và xuất khẩu được
theo nhu cầu của khách hàng, lúc nào gọi chúng tôi cũng phải có sản phẩm để cấp ngay. Chứ nếu mà hao thiếu hụt, không có sản phẩm để cấp cho khách hàng là khách hàng người ta sẽ bỏ, hoặc là người ta sẽ không bán sản phẩm đó cho mình nữa. Làm được cái công việc xuất khẩu thì rất là khó khăn, về đảm bảo rất nhiều yếu tố. Giá cả là một phần, nhưng một phần là về chất lượng và số lượng. Phải đảm bảo lúc nào khách hàng gọi hàng, đặt hàng là phải có ngay để cung cấp. Và chất lượng thì chúng tôi cũng làm rất là kỹ càng. Về chất lượng của về chất lượng về sản phẩm ấy, thì chúng tôi cũng xin có nghĩa là bảo hành cái về mặt mặt an toàn thực phẩm của chúng tôi. Cái đấy là chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm, thế nên là chúng tôi làm rất chặt và rất kỹ để đảm bảo cho người tiêu dùng được yên tâm hoàn toàn. Đây, trứng này. Trứng nằm ở phần giữa. Trứng nó đẻ ở giữa, cắm kim ở giữa. Đây, ở phần giữa. Trứng rất nhiều thưa bà con. Trong quá trình nuôi thì bà con cũng không nên đảo trứng lên nhiều, để cho nó đúng cái đầu nó quay lên nó quay lên trên đầu con quả trứng, thì nó là đầu của con dế, khi nó nở thì nó sẽ đi lên thẳng lên trên. Đấy là quy luật của dế đẻ rồi. Đây là tôi làm video thì tôi sẽ đảo lên để cho mọi người nhìn thấy được rõ hơn quả trứng. Nếu mà chúng đẻ phía dưới nhiều quá rồi thì thậm chí chúng còn bò đầy, đẻ đầy lên trên mặt của khay. Nên chúng tôi sẽ khi chúng đẻ được một cái lượng nhất định rồi thì chúng tôi sẽ lấy khay ra, không để cho chúng nó đẻ bò đẻ lên trên mặt nữa. Để trên mặt thì bảo quản nó hơi khó, bởi vì nó khô, nó làm khô quả trứng, nó làm khô ca, không có cát, không giữ được độ ẩm cho quả trứng, nên cho dế nó đẻ ở phía dưới khay thôi, phía trong của khay cát thôi. Trang trại Thanh Xuân bảo hành trứng dế cho bà con chăn nuôi. Nếu lỗi do bà con làm, kể cả do lỗi của người chăn nuôi, chúng tôi cũng bảo hành đổi mới hoàn toàn miễn phí, và cam kết đổi miễn phí cho bà con bất kể ở vùng miền nào. Bà con cứ gửi các khay trứng ra cho chúng tôi và chúng tôi sẽ đổi lại, không gây khó khăn gì cả. Trừ trường hợp ví dụ như là bà con mùa đông mà bà con mà thắp bóng đèn, để nóng quá, hoặc là để ung trứng nhiều nước quá, chúng tôi cũng bảo hành đổi mới hết hoàn toàn. Còn bà con chăn nuôi thì đừng để thất thoát, tránh bò, tránh dế khi nó nở, nên dán thùng nó kỹ, các cái mép thùng nên có cái đường viền băng dính để cho dế nó không bò để thất thoát đi ra ngoài. Nếu bà con làm thất thoát ra ngoài thì chúng tôi khi mua chúng tôi đã dặn rất kỹ rồi. Nếu bà con mà làm thất thoát ra ngoài, nó bò hết đi rồi thì cái trong trường hợp đấy thì chúng tôi không bảo hành được. Đấy, cái đấy là do cái việc mà mình làm nó cẩn thận hay không thôi. Còn tất cả các lỗi hỏng hóc, bởi vì trứng thì chúng tôi sản xuất ra được, và cũng muốn để cho bà con chăn nuôi bán được cái sản phẩm của chúng tôi rất cần đầu ra. Và cũng không phải nhiều người biết đến trang trại Thanh Xuân, nên chúng tôi cũng rất cần những đối tác hợp tác đầu tư chăn nuôi với số lượng lớn để bán lại sản phẩm cho trang trại Thanh Xuân. Xin chân thành cảm ơn, chúc bà con chăn nuôi thành công.